Chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Phúc ở bộ môn mắt Khoa Y Dược. Hôm nay chúng ta sẽ học bài hội chứng đỏ mắt ha. Chúng ta sẽ tiếp cận những cái bệnh nhân mà đỏ mắt hay gặp trên lâm sàng. Thì mà mục tiêu của bài này là sư học xong thì các bạn có thể tiếp cận ban đầu với bệnh nhân đỏ mắt và có cái hướng chẩn đoán ban đầu để phân bệnh nhân thành những cái nhóm bệnh nhân có những cái nguyên nhân mà nó không nguy hiểm thường gặp và những nhóm bệnh nhân nguy hiểm cần phải điều trị cấp cứu để chúng ta có thể chuyển tuyến chuyên khoa tức thời cho bệnh nhân, tránh để những cái biến chứng nặng về sau trên mắt. Thì đây là một cái chẩn đoán mà đỏ mắt thì nó tương đối là dễ, vì chúng ta có thể so sánh hai mắt bệnh nhân. Đây, cái hình này chúng ta thấy là mắt bên trái của bệnh nhân là đỏ nha, mắt bên phải thì trắng hơn. Trên lâm sàng chúng ta vẫn có thể gặp những trường hợp bệnh nhân đỏ hai mắt ha. Thì chẩn đoán đỏ mắt thì chúng ta có thể dùng đèn pin, chúng ta nhìn chúng ta thấy là mắt bệnh nhân đỏ như vậy. Tuy nhiên thì khi mà đi sâu vào từng trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có rất có nhiều kiểu đỏ khác nhau. Ví dụ cái hình của tôi đang chỉ đây thì chúng ta thấy là cái kiểu đỏ của bệnh nhân là đỏ rất là nhiều và nó lan tỏa, tức là nó đỏ từ rìa giác cũng mạc, đỏ ra tới cái kết mạc ở cùng đỏ của nhãn cầu, và chúng ta thấy là cái ngón tay của bác sĩ đã vạch xuống này thì đỏ ra tới cả cái kết mạc ở mi mắt luôn. Đây, người ta là đỏ lan tỏa. Ở hình dưới thì là một cái kiểu đỏ khác, đó là chúng ta thấy là đỏ tập trung khu trú quanh cái vùng rìa giác cũng mạc thôi. Đây. Đó, và kích thước mạch máu tương đối lớn. Khi đi xa ra tới ra phía ngoài thì nó lại trắng lại, tức là nó không có bị đỏ lan tỏa như cái hình trên. Thì các bạn thấy là rõ ràng là nó có sự khác biệt. Đây là một cái hình trên, là chúng ta thấy một cái cũng là đỏ mắt, nhưng chúng ta thấy là khi mà nhìn kỹ vào cái giác mạc bệnh nhân ngay, chúng ta thấy là nó bị phù lên như vậy ha, nó không có trong như là cái hình hai hình này nữa. Tôi thấy đây là trong nha, đây giác mạc bị phù này lên rất nhiều, và đồng tử của bệnh nhân chúng ta thấy là nó kích thước nó lớn hơn bình thường và nó bị méo, mất phản xạ ánh sáng. Đấy, đây là một cái kiểu đỏ và có phối hợp số triệu chứng bên trong nữa. Hình dưới này chúng ta thấy là bệnh nhân cũng đỏ mắt nè, nhưng mà trên giác mạc chúng ta thấy là có một cái đám tổn thương thâm nhiễm mà mực như mủ này, màu vàng như mủ này, và chúng ta thấy ở trong tiền phòng bệnh nhân có cái ngấn mủ đây. Đó, hình trên chúng ta thấy là một cái kia đỏ mắt khác nữa. Chúng ta thấy là đỏ mắt nó không có đỏ hết toàn bộ mắt như cái hình đầu tiên, mà nó đỏ một cái vùng rồi, mặc dù nó cũng khá là rộng, nó không có khu trú quanh cái vùng rìa nữa, nó nhưng mà nó cũng không có đỏ toàn bộ mắt, mà nó nằm một vùng rồi. Chúng ta thấy nó đỏ rộng nhưng nằm trong một vùng thôi, và kích thước của máu khá lớn. Đã. Hình dưới này chúng ta thấy là đỏ mắt lan tỏa hết luôn, đỏ toàn bộ mắt luôn, kèm theo một cái phù nề kết mạc rất là lớn này. Đó, cái kết mạc ở phía dưới này nó phù bọng lên, nước chứa nước ha. Đấy, thì qua một số hình mà mình vừa xem á, chúng ta thấy là mặc dù bệnh nhân đến với mình vì đỏ mắt, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cái kiểu đỏ, và nó có thể là gợi ý cho mình những cái nguyên nhân bên trong và gây nên cái hiện đỏ mắt đó. Thì nhắc lại về giải phẫu, chúng ta đã học về giải phẫu mắt rồi, mà nhắc lại một số nét cơ bản thì để mà một cái mắt mà có thể thấy được bình thường á, chúng ta sẽ thấy là nó ánh sáng đi từ phía trước đi qua giác mạc trong suốt nè, sau đó đi qua cái tiền phòng, đi qua lỗ đồng tử, đi qua thủy tinh thể, đi vào khoang pha lê thể và tới hoàng điểm. Đó, thì để một mắt chúng ta thấy được bình thường á, thì tất cả các cấu trúc này người ta gọi là môi trường trong suốt á, phải được đảm bảo là bình thường. Bất kỳ một cái tổn thương nào trên cái đường dẫn truyền này, từ giác mạc tới tiền phòng tới đồng tử tới thủy tinh thể tới pha lê thể đều có thể gây cho bệnh nhân giảm mờ mắt. Tại sao thì mình lại nói đến chuyện mờ mắt trong cái bài đỏ mắt này? Tại vì nếu các cái tổn thương
tại mắt mà phía ngoài, tức là nằm ở hệ thống mí mắt kết mạc á, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái trục thị giác này và nó sẽ không có gây mờ cho bệnh nhân. Nhưng mà nếu các nguyên nhân đỏ mắt xuất phát từ bên trong của mắt thì ngoài đỏ mắt ra bệnh nhân sẽ kèm mờ mắt, thì đó là một trong những cái tiếp cận chính trong cái tiếp cận đỏ mắt. Chúng ta sẽ phải xác định về tính cái đặc đặc tính mờ mắt của bệnh nhân nữa để mà chúng ta khu trú tổn thương là bên trong hay bên ngoài, rất là quan trọng. Đây là một cái hình vẽ về sơ đồ mạch máu, cấp máu cho mắt. Thì tất cả các hệ thống mạch máu cấp máu cho mắt và các phần phụ của mắt, bao gồm cả tuyến lệ, cả cơ trực, cả các mô trong mắt, thì được xuất phát từ động mạch cảnh trong. Đó. Thì nó chia thành rất là nhiều nhánh cấp máu cho các thành phần vừa kể. Tuy nhiên thì đỏ mắt là cái hiện tượng đỏ ở phía trước của mắt, nên chúng ta chỉ quan tâm tới những cái động mạch mà đi từ động mạch cảnh trong mà đi thẳng ra tới phía trước mà thôi. Còn những cái động mạch cấp máu cho phía sau mắt thì chúng ta sẽ không có đề cập trong bài này, tại vì nó không có gây đỏ. Thì có hai động mạch đi ra phía trước cấp máu cho các phần phía trước của mắt là động mạch mi dài sau. Đây, động mạch mi dài sau. Động mạch mi dài sau, đây chỗ mà tôi đang khoanh này, động mạch sau, đây động mạch này. Xuất phát từ động mạch cảnh cảnh trong ha. Đi từ phía sau mắt đi thẳng ra phía trước mắt. Cái động mạch thứ hai là động mạch của hệ thống cơ trực ngoài, đây hệ thống động mạch cơ trực. Đó. Cũng đi từ từ phía sau ra phía trước như vậy. Và hai cái động mạch này nó sẽ cấp máu cho các cái thành phần phía trước của mắt và làm cho gây nên cái hiện tượng đỏ mắt khi nó có viêm nhiễm hay tổn thương. Thì cái hình này nó sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về cái hình vừa rồi. Nó sẽ đây là động mạch mi dài sau nè. Động mạch mi dài sau đi từ sau, đi từ phía ngoài mắt phía sau đi vào trong mắt, đi bên trong mắt đi từ sau ra trước, nhưng mà nằm hoàn toàn bên trong nhãn cầu. Nghe bạn nha, tức là đi từ sau ra trước nhưng mà đi bên trong của mắt mình. Khi mà đi ra tới trước á, thì nó sẽ tạo thành một cái đám rối ở vùng móng mắt thể mi. Đó, thì cái động mạch này là một động mạch chính cấp máu cho đám rối này. Và khi có cái tổn thương của móng mắt thể mi này thì chúng ta hiểu là được là cái xung huyết, cái viêm đó là do cái lượng máu từ động mạch mi dày sau. Còn bên ngoài chúng ta có động mạch của cơ trực ngoài, động mạch cơ trực ngoài đi cũng đi từ sau ra trước. Và khi có một điều lưu ý là chúng ta khi cái động mạch này khi mà đi tới phía trước của mắt ngay tại vùng rìa á, thì nó chia làm hai nhánh. Đây là một cái cấu trúc, cái mốc giải phẫu quan trọng để hiểu được cái sinh lý của bài đỏ mắt. Một nhánh thứ nhất đi vào trong mắt nối với đám rối vừa rồi vừa nói là đám rối thể mi đó, hay gọi là nó nối với cái động mạch mi dày sau đó, tạo thành cái đám rối này. Tức là đám rối này được cấp máu bởi hai nguồn động mạch mi dày sau và một nhánh đi vào trong mắt của động mạch cơ trực đó. Còn nhánh còn lại của động mạch cơ trực đổi tên thành động mạch mi trước và cấp máu cho bề mặt của mắt, là hệ thống kết mạc của mắt. Đó, xin nhắc lại cái chỗ này. Động mạch mi dày sau thì đi hoàn toàn đi vào trong mắt và chạy bên trong mắt đi ra phía trước, nối với một cái nhánh của động mạch cơ trực tạo thành đám rối của thể mi, móng mắt thể mi đây. Còn cái nhánh còn lại động mạch cơ trực thì thành động mạch mi trước. Và sẽ cấp máu cho kết mạc nhãn cầu, tức là bề mặt của mắt. Đây chúng ta sẽ phóng lớn cái khu vực này, tức là cái khu vực của mắt thêm mi, khu vực quá quan trọng, hay là vùng rìa giác của mạc, tức là nó nằm tương ứng giải phẫu là vùng rìa giác của mạc. Đây chúng ta thấy đây là động mạch mi dày sau, đây là động mạch mi trước nối với động mạch mi dày sau, từ động mạch cơ trực nối thành tạo thành đám rối móng mắt thể mi. Còn lại là cái động mạch này
nó sẽ tạo thành cái đám rối của bề mặt kết mạc, móng bề mặt kết mạc. Thì như vậy thì chính nhờ cái sự thông nối ở cái vùng rìa này mà nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng lâm sàng, đó là nếu bệnh nhân bị đỏ mắt mà do các nguyên nhân bên trong mắt, nghe nhiều nha, bên trong mắt thì vì cái thông nối mà này mà nó sẽ có hiện tượng là tăng lưu lượng máu ra ở cái nhánh nối này và làm cho mắt của chúng ta có cái đỏ khu trú quanh cái vùng rìa, hay là cho chúng ta có một cái từ hay gọi là cương tụ rìa. Đó lại là vì khi mà tổn thương bên trong thì do sự thông nối này mà cái đỏ mắt nó xuất hiện tập trung chủ yếu quanh vùng rìa. Còn nếu mà đỏ mắt do nguyên nhân bên ngoài, tức là các viêm nhiễm bên bề mặt của nhãn cầu á, thì nó sẽ đỏ do hoàn toàn là chỉ do cái đám rối kết mạc của động mạch bên trước thôi. Và vì là một cái khác biệt về giải phẫu như vậy mà nó dẫn đến những cái đặc điểm rất là khác nhau của đỏ mắt của hai cái loại này. Đỏ mắt của các nguyên nhân bên trong á, vì nó là chỉ là nhánh thông nối cho nên nó tập trung quanh rìa, trong khi đỏ của cái đám rối mà kết mạc á, thì nó sẽ lan tỏa. Vì đám rối kết mạc nó rất là nhiều cái nhánh nối thông nối với nhau, và không có van, cho nên là cái sự đỏ của cái bề mặt kết mạc nó sẽ lan tỏa ra tới cả kết mạc cùng độ luôn. Trong khi cái đỏ của cái nguyên nhân nội nhãn á, thì nó sẽ tôi khu trú quanh vùng rìa, là cái quanh thông nối này thôi. Rồi đó là cái nhất. Cái thứ hai á là vì mạch máu ở vùng rìa nó nằm sâu so với bề mặt của mắt, cho nên kích thước nó lớn hơn nha, và nó ngoằn ngoèo hơn. Trong khi những cái đỏ mắt do nguyên nhân bên ngoài như bề mặt của mắt á, thì vì cái mạch máu nó ở nông nó sẽ nhỏ và nó không có ngoằn ngoèo như là những cái máu sâu. Và cái thứ ba là nếu mà chúng ta nhỏ một cái thuốc có tính co mạch vào bề mặt của mắt á, thì nếu nếu đỏ mắt do các mạch máu bề mặt á, nó sẽ co mạch và nó sẽ trắng mắt ra. Tức là mắt bệnh nhân đang đỏ nhỏ vào nó trắng ra. Còn những cái mà nguyên nhân bên trong mạch máu nằm sâu thì thuốc không thấm tới được thì nó vẫn đỏ. Đó là những cái đặc điểm khác biệt của hai cái loại đỏ mắt này trên lâm sàng. Đây chúng ta có quay quay lại cái hình giải phẫu của mắt để nhắc lại rằng là với các nguyên nhân tổn thương bên ngoài thì nó sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cái môi trường trong suốt của bệnh nhân hết, đi từ giác mạc, tiền phòng, đồng tử, thủy tinh thể, pha lê thể tới phía sau. Ngược lại là nếu chúng ta có một cái tổn thương bên trong mắt và chủ yếu là viêm nhiễm của cái hệ thống đám rối của móng mắt thái mi này, thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng cái trục này và bệnh nhân sẽ mờ mắt. Thì như vậy người ta mới chọn cái mờ mắt là cái hướng tiếp cận chính trong cái nhóm bệnh nhân đỏ mắt này. Thì chúng ta sẽ nhìn cái sơ đồ này, đây là một cái sơ đồ dùng để tiếp cận cơ bản đối với nhóm nhân đỏ mắt ở tuyến cơ sở, và chúng ta có thể chẩn đoán được bằng cái dùng đèn pin là được rồi, không cần các thiết bị hiện đại. Thì bệnh nhân đỏ mắt đến với chúng ta sẽ phân bệnh nhân làm hai nhóm rõ ràng, đó là nhóm bệnh nhân đỏ mắt có mờ mắt là phía dưới này, hệ thống phía dưới, và nhóm bệnh nhân đỏ mắt không mờ mắt là nhóm phía trên. Thì như đã nói, nếu bệnh nhân đỏ mắt không mờ mắt thì có chúng ta hiểu rằng các nguyên nhân gây đỏ mắt đó đó nó là nguyên nhân của hệ thống máu bề mặt, mạch máu bên ngoài của đám rối kết mạc thôi và không có ảnh hưởng gì tới nội nhãn. Vì chính vì vậy mà nó không gây mờ. Thì ở cái nhánh này, sau khi chúng ta thấy bệnh nhân đỏ mắt không mờ rồi, chúng ta sẽ coi quan sát cái tính chất đỏ của cái nhóm này. Nếu cái đỏ mắt lan tỏa như nãy mình nói là lan tỏa rộng hết cả mắt ra tới cả kết mạc cùng đồ á, thì cái chẩn đoán mà dễ thường gặp nhất và hay gặp nhất chính là cái bệnh nhân bị viêm kết mạc. Tức là một bệnh nhân đỏ mắt không mờ và tính chất đỏ lan tỏa toàn bộ thì cái bệnh nhân rất là dễ bị kết mạc, và mình sẽ dựa vào cái tính chất những cái chuyện kèm theo nữa để chúng ta có thể phân biệt là bệnh nhân bị viêm kết mạc do virus hay do vi khuẩn hay gì ấy. Thì cái này trong bài viêm kết mạc thì chúng ta sẽ nói sâu hơn. Nếu bệnh nhân đỏ mắt không mờ
nhưng mà cái đỏ chỉ khu trú một chỗ thôi. Đó. Thì chúng ta phải hiểu là mạch máu của mình càng đi xuống sâu thì nó sẽ càng ít phân nhánh, ít thông nối. Thì khi mà đỏ mắt không mờ mà khu trú thì chúng ta hiểu là cái tổn thương nó nằm sâu hơn một tí, tức là nó nằm dưới kết mạc. Nó có thể là viêm của thượng cũng mạc. Tức là cái lớp mô phía trên cũng mạc. Đó. Và mà có thể là bệnh nhân bị viêm cũng mạc. Thì ở đây có cái có thể mờ hoặc không. Thì viêm cũng mạc, nếu mà viêm 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 nông, viêm 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 bề mặt thôi thì nó sẽ không gây mờ và nó đỏ khu trú giống như viêm thực cũng mạc vậy. Nhưng mà nếu viêm cũng mạc mà viêm ta coi hình này, nếu mà cái thành cũng mạc đây, nó ta viêm 1/2 ngoài thôi thì không sao. Nhưng mà nếu cái viêm nó quá nặng, nó viêm vào trong mà nội nhãn luôn thì cái tổn thương bên trong rồi thì bệnh nhân sẽ mờ. Cho nên là cái viêm cũng mạc này là một cái, có thể là một cái giao thoa với hai cái hệ thống chẩn đoán này. Đó. Rồi bây giờ nói tới cái nhánh phía dưới quan trọng hơn. Đây cái nhánh này chính là cái nhánh mà chúng ta cần phải cực kỳ quan tâm, nó vì nó có thể gây lên những cái biến chứng nặng không hồi phục ở mắt. Bệnh nhân đỏ mắt có mờ thì chúng ta là phải là thuộc nhóm bệnh nhân là phải ưu tiên rồi. Thì đầu tiên ta dùng đèn pin chúng ta soi lên giác mạc bệnh nhân. Giác mạc là cái trong đen á, của bệnh nhân á. Thì bình thường giác mạc của chúng ta thì trong suốt, và cái mà chúng ta thấy đây, cái màu mắt màu nâu hay màu đỏ, màu nâu hay màu xanh hay màu đen đó là do cái màu mặt màu của móng mắt thôi. Chúng ta sẽ thấy rõ móng mắt và lỗ đồng tử. Thì thường giác mạc trong suốt chúng ta sẽ không thấy nó, chúng ta thấy cái bên dưới nó. Thì như vậy tất cả những cái tổn thương nào mà là chúng ta nó hiện lên ở trên bề mặt giác mạc thì nó là tổn thương của giác mạc rồi nha. Bình thường chúng ta chiếu đèn pin vào thì giác mạc nó sẽ trong suốt và chúng ta sẽ không thấy rõ nó. Thì nếu chúng ta xem đèn pin vào giác mạc, chúng ta thấy giác mạc có tổn thương thì chúng ta sẽ tiếp tục phân cái tổn thương nó thành hai loại. Nếu giác mạc tổn thương khu trú, tức là có một cái vùng tổn thương thâm nhiễm rõ ràng, có tụ mủ hoặc là nó có màu sắc xanh đỏ vàng gì đó, và tổn thương khu trú giác mạc, thì chúng ta phải nghĩ tới trường hợp viêm loét giác mạc. Đây là một cái bệnh rất là nặng, và nếu mà gặp những cái trường hợp viêm loét giác mạc do những cái nguyên nhân độc lực mạnh á, thì có thể sẽ gây tổn thương rất là nhanh và hư mắt rất là nhanh. Đó. Thì nhắc lại, bệnh nhân đỏ mắt có mờ và ta soi đèn pin giác mạc mà thấy là có những cái tổn thương khu trú trên giác mạc thì phải nghĩ ngay về giác mạc, phải hội chẩn qua chuyên khoa mắt ngay. Ngược lại, nếu giác mạc không tổn thương khu trú nhưng mà nó phù lan tỏa, tức là giác mạc nó không có những cái tổn thương mà vàng xanh gì đó nhưng mà nó không có trong nữa, nó không trong rồi nó có phù nè, nó mất bóng đó, thì tiếp đó chúng ta sẽ coi chiếc đèn pin tiếp vào đồng tử. Tôi sẽ thấy hai cái tổn thương thường gặp, một là đồng tử giãn méo mất phản xạ. Bệnh nhân sẽ thường kèm phải đau nhức mắt, thì đó là một cái bệnh nhân điển hình của glaucoma và bệnh nhân tăng nhãn áp bị glaucoma. Tức là bệnh nhân đỏ mắt có mờ, giác mạc phù lan tỏa, đồng tử giãn méo mất phản xạ. Ngược lại, nếu bệnh nhân có đồng tử co tít lại nhỏ hơn bình thường, có mắt giác mạc phù lan tỏa, đồng tử co, thì chúng ta sẽ nghĩ đến chẩn đoán là viêm mô đào. Đó. Thì để đi sâu vào những cái bệnh này chúng ta sẽ có những bài riêng, tuy nhiên đây là một bài tiếp cận chung, và khi mà chúng ta đã nghĩ đến cái bệnh đó rồi, chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta đọc thêm, tìm hiểu thêm, thì chúng ta sẽ có nhiều cái kiến thức thêm về cái bệnh đấy. Quay lại những cái hình ban đầu, chúng ta thấy đây, sau khi đã nắm cái sơ đồ tiếp cận đó, chúng ta sẽ thấy là dễ dàng hơn. Chúng ta bệnh nhân đỏ mắt không mờ, đỏ lan tỏa, đỏ mắt không mờ, đỏ lan tỏa, nha, đây là viêm kết mạc. Hình dưới chúng ta có đỏ mắt, có mờ nha, chúng ta có đỏ khu trú quanh rìa giác cống mạc nha, đồng tử co, đây cái này có thể là viêm màu đào. Đây hình này điển hình của tăng nhãn áp này, bệnh nhân đỏ mắt khu trú nha, giác mạc phù nề mất bóng, đồng tử giãn mất phản xạ nha, đây là tăng nhãn áp. Đây một trường hợp đỏ mắt có mờ, đồng tử co, giác mạc phù, đây là đồng viêm màu đào. Rồi hình này là một trường hợp bệnh nhân đỏ mắt,
có mờ và có tổn thương khu đuôi giác mạc. Đây chúng ta thấy là những phần này là những phần trong suốt, đây là một phần có lắng động cái tổn thương mà mật độ mủ này, vàng này. À đây có ngứng mủ, có tiền phòng do viêm, do hiện cho phản ứng viêm, thì đây là viêm lấy giác mạc rất là nặng nha. Đây chúng ta có một trường hợp đỏ mắt không mờ, đỏ không rất là khu trú, đỏ khu trú, và chúng ta thấy kích thước mạch máu tương đối lớn nha, khu trú ở một vùng này. Đây là bệnh nhân viêm thượng cũng mạc. Hình dưới chúng ta có một bệnh nhân đỏ mắt không mờ, chúng ta thấy đỏ lan tỏa kèm với phù nề nhiều của kết mạc, thì đây là một trường hợp đỏ mắt do viêm kết mạc mà có dị ứng, cho nên là nó phù nề nhiều. Đây là cái hình cuối cùng của đề bài này, muốn nói thêm với các bạn là nãy giờ chúng ta nói về đỏ mắt, chúng ta chỉ xét tới hệ thống động mạch thôi, tức là đỏ mắt do do tổn thương mà tác động đến động mạch, tức là các đỏ mắt do động mạch bên trong mắt, hẹo động bên ngoài mắt, mà chúng ta chưa nói đến hệ đỏ mắt do hệ thống tĩnh mạch. Thì tĩnh mạch đó thì khác với động mạch, tĩnh mạch thì nó lại không phân chia rõ ràng ra những cái động mạch, những cái mạch máu nào phía trước, những mạch nào phía sau, mà tĩnh mạch là có tính hồi lưu trên tất cả các tĩnh mạch, dù trước hay sau gì nó cũng đổ về cái hệ thống tĩnh mạch nước ở đây. Đó, rồi sau đó nó sẽ dẫn các máu về cho xoay tĩnh mạch hang. Đó. Thì chính vì vậy mà khi bệnh nhân có tăng áp lực ở ở phía trên, tức là ở thượng nguồn, ở cái làm cho áp lực hồi lưu quá lớn, ứ trệ lại ở trong mắt, thì bệnh nhân cũng sẽ có cái biểu hiện đỏ mắt do các mạch máu ở phía trước này bị ứ trệ. Tuy nhiên nó sẽ có sẽ hơi khác ở chỗ thế này là các mạch máu phía trước đỏ, ứ trệ nó sẽ đỏ, và cả các mạch máu ở trong võng mạc ở trong mắt cũng sẽ ứ trệ, gây cho bệnh nhân bị mờ. Nó sẽ làm cho bệnh chúng ta sẽ có một số cái triệu chứng mà nó trùng lắp giữa hai nhánh. Nói ví dụ là bệnh nhân có thể đến với chúng ta là bệnh nhân đỏ mắt, đỏ lan tỏa luôn, nhưng mà bệnh nhân có mờ mà lại đỏ lan tỏa, và khi soi giác mạc, soi đồng tử, soi chúng ta không hề thấy một cái tổn thương gì cả, tức là bệnh nhân đến vì đỏ mắt lan tỏa nhưng mà lại có mờ, nhưng mà lại không tìm thấy tổn thương gì ở giác mạc, ở đồng tử cả. Lý do là vì bệnh nhân đỏ mắt lan tỏa là do bệnh nhân đỏ mắt ứ trệ cả những cái hệ tĩnh mạch nông ở bề mặt mắt, nhưng mà lại có thêm mờ là vì bệnh nhân có ứ trệ ở trong phía trong mắt, ở trong võng mạc, cho nên bệnh nhân sẽ mờ. Vì thường gặp ở những bệnh nhân có chấn thương, có rò động mạch cảnh xoăn hang, hoặc những bệnh nhân có cái u não gây ứ trệ tuần hoàn, thì cái trường hợp này tương đối là khó chẩn đoán, gặp thì nói thêm cho các bạn biết. Rồi chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay nha.